Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Diễn viên Cao Minh Đạt tiết lộ cuộc sống hôn nhân với bà xã Kính Tiến, mong mỏi có con sau 4 năm kết hôn. Xuất hiện trong chương trình Tâm Đầu Ý Hợp, Cao Minh Đạt và bà xã thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Kết hôn từ năm 2016, cả hai khá kính tiếng trước truyền thông. Trong game show lần này, bà xã nam diễn viên cho biết cả hai vợ chồng ít khi xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên khi cô muốn làm một điều gì tốt cho chồng, song Cao Minh Đạt lại muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên, khiến cô cảm thấy khó chịu. Tiếp lời, diễn viên Tiến Sát Trong Mưa cho hay, ví dụ như chuyện nói tao đi nhậu ít thôi, mà tao cứ đi nhậu hoài. Đồng thời, nam diễn viên tiết lộ bà xã anh cũng mong muốn được nghe những lời yêu thương từ chồng. Tuy nhiên bản thân anh lại thích chứng minh qua hành động. Phụ nữ mà, vợ thì muốn nghe những lời tâm sự tình cảm, nên hay hỏi rằng anh có yêu em không. Chứ nói thật là tôi không nói được, những hành động tôi làm là hiểu rồi, chứ khó nói quá. Nam diễn viên nói, đồng thời anh bày tỏ mong muốn bà xã ít càm ràm hơn trước. Trong khi đó, vợ Cao Minh Đạt mong chồng ít nhậu lại. Cô nói thêm, hai vợ chồng rất thích đi du lịch, song do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chưa thể lên kế hoạch đi cùng nhau. Trên sóng truyền hình, nam nghệ sĩ cũng dành những lời tình cảm cho bà xã, dù trước đó khẳng định bản thân không phải người ngọt ngào. Diễn viên Tiến Sát Trong Mưa nói, em à, có những lúc anh biết là anh làm nhiều chuyện không đúng với em, nhưng trong tận đáy lòng của anh, lúc nào cũng có hình bóng của em hết. Đáp lại lời tâm sự này, Trúc Trương, vợ của diễn viên sinh năm 1975 cho hay, em cũng vậy, lúc nào em cũng muốn anh bên cạnh và yêu em suốt đời. Đồng thời cả hai cũng dành cho nhau cái ôm tình cảm, khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Trước đó, Trúc Trương từng nhận xét Cao Minh Đạt kỹ tính, chu đáo mọi việc, tỉ mỉ hơn cả mình, biết chăm sóc gia đình mỗi khi không có lịch quay phim. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng khăng khít hơn, cùng nhau kinh doanh để có thu nhập ổn định. Trong một lần chia sẻ, nam diễn viên cho biết anh thích vợ ở sự dịu dàng, không có tính ghen tuông. Ai cũng hỏi cô ấy có ghen không khi tôi đóng chung với nhiều người đẹp, nhưng câu trả lời là không, nếu ghen thì chắc không can đảm cưới đâu. Hơn ai hết, bà xã hiểu tính cách của tôi. Có lúc đi coi kịch thấy tôi hôn bạn diễn, cô ấy cũng bình thường, bởi biết rõ đóng phim chỉ là công việc. Tôi ở trên phim là nhân vật chứ không phải tôi ngoài đời, Cao Minh Đạt kể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.